Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Người con Phật phát tâm học đạo, luôn ngày đêm y giáo phụng hành. Đại nhân giác ngộ đành rành, tám điều ghi nhớ chí thành niệm tu. Điều thứ nhất, tâm luôn giác biết cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tang thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mỏng manh. Thân tứ đại sinh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải giả không. Hòa hợp năm ấm lửa lòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết thế gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo tác tội khiên. Xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu. Đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sinh. Điều thứ hai, phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu. Nhọc nhằn sanh tử bấy lâu, điều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hành vô vi không tiếp kịp duyên. Tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Điều thứ ba, biết tâm vong rủi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm. Không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Bậc Bồ Tát vô cầu biết đủ, vui phận nghèo quy củ tu hành. Trao dồi tuệ nghiệp lợi sanh, vung gươm trí tuệ cắt mành vô minh. Điều thứ tư, phải luôn ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm. Quen theo thói tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau. Nên thường phải dồi trao tinh tấn, dõng mãnh tu phá những não phiền. Bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục ấm giới về miền chân như. Điều thứ năm, nằm lòng giác biết, vì ngu si muôn kiếp tử sanh. Bồ Tát phát nguyện tu hành, nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai. Đặng tăng trưởng gia tài trí tuệ, và tự thành xuất thế biện tài. Giảng kinh giáo hóa muôn loài, cho niềm vui lớn ai ai niết bàn. Điều thứ sáu, phải nên giác ngộ, nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền. Thường gây lắm việc oan khiên, ngang nhiên kết buộc ác duyên với người. Bậc Bồ Tát độ đời bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ oán thân. Càng thương những kẻ ác nhân, khoan dung hỷ xả những phần lỗi xưa. Điều thứ bảy, nhớ ghi giác biết, ngũ dục là muôn kiếp quả tai. Thân tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm trần ai thói đời. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia. Chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát an hòa thanh cao.
lập nguyện lớn cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh. Dù cho chướng ngại tu hành, vẫn không lai chuyển hạnh lành từ bi. Điều thứ 8, nhớ ghi giác biết. Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu, chúng sanh khổ não đủ điều, xưa nay không biết bao nhiêu đọa đài. Phát tâm lớn chịu thai đau khổ, hạnh đại thừa rộng độ quần sanh, khiến cho tất cả hữu tình đồng lên bờ giác thanh bình an vui. Phật Bồ Tát tám điều giác ngộ, từng y theo tự độ độ tha. Ta noi gương đấng Phật Đà, phát tâm tinh tấn đạo xa thực hành, vung gươm tuệ cắt mành si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương lấy con thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Thấy đau khổ lòng từ không nỡ, thừa nguyện xưa thuyền trở bến mê. Lại dũng tám việc đề huề, dạy cho sinh chúng quay về bờ kia. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau. Tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Đệ tử Phật tụng trì tám việc, niệm niệm luôn tội diệt phước sanh. Bồ đề chánh giác sớm thành, an vui thường trú tử sinh không còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.